ở thành phố Mumbai, cái gì cũng đắt đỏ hết đó thưa ba. Đụng tới thứ gì á thì cũng cần có tiền mới giải quyết được. Nếu như ba có thể, ba có thể giúp con, cho con mượn một số tiền để con trang trải cuộc sống ở đó được không ba? Ba giúp con đi. Khi nào con hoàn thành được việc học á, con sẽ đi làm để kiếm tiền trả lại cho ba mà. Bác sĩ à, cậu có thể vì lòng ích kỷ mà làm tổn thương tới chính gia đình của mình. Những chuyện nhỏ như vậy, tại sao cậu lại không thể tự mình giải quyết được vậy bác sĩ? Trong cuộc sống này tôi học được nhiều điều. Tôi cần phải giúp đỡ những người đáng được giúp đỡ. Tôi thấy là cậu không xứng đáng được giúp. Không biết là cậu còn hỏi chuyện gì nữa không? Nói chuyện với ba cháu sao rồi? Bà biết là có thể mới đầu ba cháu sẽ không chịu nói chuyện với cháu ra đi trà. Nhưng mà cháu không có gì phải lo. Vui vẻ lên đi mà, hả? Dạ thưa bà, ba của cháu đã từ chối rồi. Cháu biết ngay là vậy mà. Ba cháu sẽ không giúp đâu. Dù cho cháu có làm gì á, thì ba cũng không cho cháu mượn tiền đâu bà ơi. Cháu đang nói cái gì vậy? Không cho mượn. Bà cháu nói sao? Bà của cháu nói là cháu không xứng đáng. Bà cháu nói sẽ cho những người khác xứng đáng hơn để mượn tiền. Bây giờ cháu phải làm sao đây? Thì cháu năn nỉ tiếp. Sao cháu phải căng thẳng vậy? Có bà ở đây rồi, không lẽ bà để cho cháu bị thiệt thòi hay sao? Bà sẽ tìm ra cách để giúp đỡ cho cháu hả? Để bà suy nghĩ. À, bà lại có cách để giúp cháu. Cách gì? Anh đi. Bà nghĩ sao mà lại chỉ cháu cách này vậy? Cháu nên nói với cô ta hả? Không. Nghe bà nói, đây không phải là lúc cháu để lòng tự trọng lên vị trí đầu được. Hiện giờ cháu đang rất cần tiền mà. Giờ chỉ có Anandi giúp được thôi. Không ai trong nhà này có thể giúp được đâu. Cháu biết rồi đó, bà cháu rất thương yêu Anandi.
Cho dù đó có là chuyện gì thì chỉ cần Anandi nó nói một tiếng, mọi chuyện sẽ được giải quyết êm xuôi. Cháu không làm được đâu bà ơi. Làm sao cháu có thể mở miệng nói về vấn đề này được? Cháu biết nói sao đi? Kêu cô ta xin tiền ba của cháu hả? Không. Không đâu. Nghĩ cách khác đi bà ơi. Không còn cách nào khác ngoài cách này đâu cháu. Cháu nói bà nghe, cháu có suy nghĩ được cách nào hay không? Bà không suy nghĩ ra, bà chỉ có cách này thôi. Đừng nghĩ rằng cháu nói chuyện với Anandi là tận thế, là cháu bị mất mát cái gì lớn lắm. Không có đâu cháu à. Cháu yên tâm. Cháu nên nghĩ cho lợi ích của bản thân mình trước, chấm hết. Bà nghe nói cuộc sống ở Mumbai vất vả lắm cháu trai. Thậm chí nước mà cháu phải mua nữa. Không có tiền thì lấy nước đâu mà uống đây. Cháu định chết khác ở đó sao? Cháu không có tiền thì làm sao cháu có thể tồn tại ở một nơi như vậy chứ? Rồi cháu còn nói với bà chuyện gì hả? Cháu định lấy tiền của Gauri xài sao? Cháu làm vậy chẳng khác nào cháu để vợ mình ngồi lên trên đầu. Nhà của mình đâu có nghèo đâu cháu. Rồi còn bạn bè cháu, cháu tin ở trước mặt bạn bè xòe tay xin tiền vợ cháu sao? Cháu nói đi, cháu định xin vợ cháu. Gauri em cho anh 5 rupee đi, anh phải đi hớt tóc em à. Cho anh 10 rupee để anh đi mua đồ. Cháu định sống một cuộc đời như vậy sao? Nói thật nha, nếu là bà thì bà thà chết đi, chứ bà không thể chịu đựng nhục nhã như vậy. Thật linh bàn phước, cháu trai của tôi xin tiền vợ của nó. Chuyện đó sẽ không xảy ra được đâu bà ơi. Dạ thưa bà, chắc chắn là phải có cách khác chứ. Bà nghĩ đi mà. Cháu không thể nào nói chuyện với anh Andy được đâu. Bà đã suy nghĩ nát đầu luôn rồi, ra đi chỉ có cách này thôi. Không có ai ngoài Anandi có thể giúp cháu chuyện này đâu ra đi. Chào dâu. Đây nè, cháu uống một nửa ly đi. Bà không biết nói gì hết. Cháu đang phải lo cho việc học, nhưng tâm trí cháu lại lo việc nhà. Cháu lúc nào cũng phải bận rộn với những chuyện này hả? Phụ nữ ngày nay mấy ai còn được như cháu. Tôi ngày hỏi chỉ biết nằm trong phòng thôi, chỉ biết chăm sóc bản thân, rồi ra lệnh cho người khác làm tất cả mọi chuyện thay cho họ. Thôi, cháu đi học bài đi, nhanh. Cháu phải dành thời gian cho chính mình nhiều hơn Anandi. Bà không phiền cháu nữa. Đi đi. Cháu thử nghĩ mà coi, có ai bằng nó chưa? Anandi nó là vợ của cháu.
cháu có quyền nói chuyện với nó mà. Cứ nói là cháu cần tiền để trang trải, con bé nó sẽ xin ba cho cháu. Đó là nhiệm vụ của nó, nó sẽ không từ chối. Cháu không làm gì sai hết mà thấy hổ thẹn. Rồi cháu sẽ có tiền thôi. Con dâu, nè, con mang theo đi. Con nhớ ăn đúng giờ đó. Nếu như con không nghe lời mẹ, không ăn đúng giờ thì bị đau bụng nữa. Con phải ăn đúng giờ, như vậy thì mới tốt cho sức khỏe của con. Hãy vì bản thân mình một chút đi. Gác, anh hãy hiểu cho em. Em không thể nào tiếp tục sống như vậy được đâu. Chú Ma Khan ơi, anh Ragat đã về nhà chưa vậy chú? Tôi cũng không biết nữa. Từ sáng tới giờ tôi không thấy cậu ấy. Bà ơi, cháu xin lỗi bà. Cháu tới đây để coi anh Ragat có ở đây không. Từ sáng tới giờ cháu không thấy anh ấy đâu hết. Cái con bé này không thể ra ra đít được nữa vậy hay sao? Thời gian này là lúc để cho Anandi và ra đít được ở bên cạnh nhau. Nếu con bé này tới đó thì làm sao hai tụi nó có thể nói chuyện thoải mái được. Cháu dâu Gaudi, lại đây. Dạ, có chuyện gì vậy ba? Ngồi đi. Jadid nó không có ở nhà. Cháu cảm thấy cô đơn hả Gaudi? Bà hiểu tình hình ở nhà bà hơn ai hết. Mọi người chưa ai chấp nhận cháu đúng không? Thậm chí là không ai nói chuyện với cháu. Điều cháu cần làm bây giờ là phải thực sự kiên nhẫn. Bà tin là thời gian tới mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Mùa mưa lại tới nữa rồi ha. Ý trong vài ngày tới thời tiết sẽ lạnh hơn. Cháu biết làm gì không? Cháu nên đàn áo tặng già đi. Việc đó rất ý nghĩa. À, thì cháu dứt giả đàn áo lên, già đi rồi sẽ cảm thấy cảm động. Cháu có biết đàn áo hay không? Dạ không thưa bà. Từ trước tới giờ cháu chưa từng đan áo. Trời đất ơi, cháu chưa từng đan, không biết đan là phải rồi. Tất cả nàng dâu ở trong nhà của bà Anani Sumitra Gena, tất cả họ đều đan áo len rất đẹp. Không khó lắm đâu cháu, bà sẽ dạy cho cháu đan. Cháu đi lấy kim đan đi, giờ lấy len đem ra đây. Rồi. Cháu nhìn bà làm đây, luồn sợi len như vậy. Cháu chỉ cần làm như vậy thôi, hết cái thân áo rồi làm tiếp. Cháu cầm làm đi, có gì bà chỉ tiếp cho cháu. Mới đầu thì có hơi khó một chút, nhưng quen rồi thì nhanh lắm cháu à. Dạ cháu biết rồi. Gaudi à, bây giờ cô cứ chú tâm vào chuyện đan áo đó đi. Trả lại không gian riêng cho cháu dâu tôi và cháu nội tôi đi. Đừng có làm phiền tới tụi nó nữa à. Nhìn vào bài văn trên bảng, các em có thể hiểu được ý của bài văn muốn nói gì. Tất cả mọi người, dù là trai hay gái đi nữa, thì điều quan trọng chính là được giáo dục đàng hoàng. Điều này rất quan trọng, bởi vì nó ảnh hưởng tới tương lai của mọi người. Giáo dục không bao giờ là có hại. Các em làm gì, các em suy nghĩ như thế nào, thì chỉ cần nhớ một điều: chỉ có học hành mới mang lại tiếng nói cho mình. Chúng ta phải làm chủ cuộc đời của mình. Được chứ? Dạ. Câu ơi, các em cùng nhau thảo luận vấn đề này đi. Cô ra ngoài một chút. Anh đến đây có chuyện gì không? Có. Anh... anh đi, anh biết hết. Anh biết anh đã không đối xử tốt với em. Anh làm nhiều chuyện khiến cho em bị tổn thương. Thậm chí anh còn lớn tiếng đối với em nữa. Nhưng dù sao tất cả những chuyện đó, anh vẫn có đủ lòng tin để nói ra một điều: em là người duy nhất hiểu anh cần điều gì nhất. Từ lúc chúng ta vẫn còn nhỏ cho tới bây giờ, chúng ta ở bên nhau đã lâu rồi mà em. Cái chuyện anh kết hôn với lại Cao Ri á, không phải vì anh bồng bột đâu em à. Mà
là thật lòng anh yêu cô ấy. Anh không muốn làm tổn thương em vì những chuyện này đâu. Nhưng mà em hiểu tất cả mọi chuyện mà ra đi. Chuyện này chúng ta đã từng nói trước đây rất nhiều lần rồi mà anh. Sao bây giờ anh lại muốn nhấn mạnh một lần nữa cho em biết vậy hả? Thật ra thì anh muốn nói gì? Anh đi. Lúc nhỏ những lúc anh gây ra chuyện gì đó, chỉ có mình em là có thể giúp anh. Hôm nay anh cũng đang rất cần sự giúp đỡ của em đó. Em cũng biết rồi, hiện giờ ba đang giận anh nên đã khóa tài khoản ngân hàng của anh. Lúc ba từ Mumbai trở về, ba cũng không cho anh một rupee nào hết. Anh không thể nói chuyện này cho ai biết được đâu. Em cũng biết chi phí ở đó rồi mà, mọi thứ đều rất là đắt. Bây giờ anh còn phải có trách nhiệm lo cho Gauri nữa. Hai người thì vẫn còn đi học, anh không biết lấy đâu ra tiền để đóng học phí nữa em à. Do anh còn đi học nên không thể đi làm thêm được. Những chuyện như vậy á, anh cảm thấy rất là xấu hổ. Nhưng mà anh hết cách rồi em à. Nếu như em có thể nói với ba anh dù chỉ một lần, xin em cố gắng thuyết phục ba anh mượn giùm anh một số tiền. Anh nên đi à, bây giờ anh đang cần rất là nhiều tiền để trang trải. Nếu em không thể giúp được anh, anh cũng không làm khó em đâu. Anh biết em cũng khó xử mà. Bây giờ anh cũng không có quyền cầu xin em. Anh thật tình hết cách rồi em à. Nếu như em có thể giúp anh được chuyện này á, thì thực sự rất mang ơn em. Nhưng nếu không thì cũng không sao hết. Anh không biết là cái thằng đó nó nghĩ gì nữa Sumitra. Sau những gì nó làm, nó còn muốn anh giúp đỡ nó sao? Anh nói với nó rồi, anh sẽ giúp đỡ những người nào xứng đáng hơn. Còn với nó thì không bao giờ anh giúp đỡ đâu. Anh làm vậy là rất đúng. Dạ không đúng đâu ba. Ba làm như vậy là không đúng chút nào. Dạ con xin lỗi thưa ba. Con không dám nói ba đúng hay sai. Con không nên nói những lời như vậy. Nhưng con chính là con gái của ba mà, đúng chứ? Ba có sẵn sàng nghe con nói chuyện không hả ba? Ba ơi ba, Sadiq và cô ấy đang còn phải đi học. Ba cũng biết rồi đó, chi phí ở trên thành phố cái gì cũng đắt đỏ. Hai người họ phải gánh rất nhiều khoản tiền. Với lại giờ Sadiq còn phải có trách nhiệm lo cho Gauri, phải đóng tiền học, tiền mua sách, rồi tiền thuê nhà, còn rất nhiều khoản chi khác nữa thưa ba. Làm sao Sadiq có thể xoay sở nổi.
Ba hiểu con gái, nhưng đó là những gì mà nó tự chuốc lấy thôi con à. Con nên lo cho mình đi, con không cần phải lo cho nó nữa đâu. Em nhìn thấy gì chưa hả Sumitra? Thằng con trai này của chúng ta nó không còn lòng tự trọng luôn đó, thấy chưa? Nó đã muốn như vậy thì ba chỉ làm theo những gì mà nó muốn thôi Anandi à. Nó kêu con xin ba phải không? Đúng chứ? Hả? Ba vẫn giữ nguyên lập trường của mình. Ba không bao giờ giúp cho thằng đó, một cách cũng không. Ba không nên làm như vậy đâu mà ba. Ba có thể không coi ảnh là con, ba có thể từ chối ảnh, nhưng con có thể tin chắc được một điều. Trong trái tim của ba thì ba vẫn coi anh ấy là con trai của ba mà. Ba hãy suy nghĩ đi. Trên pháp luật anh ấy vẫn là con của ba. Nếu anh ấy kiện ba thì ba vẫn sẽ phải chia tài sản cho anh ấy thôi ba. Tới lúc đó thì ba sẽ làm gì? Sao? Nó muốn kiện ba hả? Vậy thì ba cũng không sợ. Mắc mớ gì phải sợ chứ. Tất cả tài sản trong nhà chúng ta đều là do mồ hôi và nước mắt của bà con làm nên. Chừng nào bà con còn sống, ngay cả ba cũng khó có được, chứ đừng nói là một đứa ích kỷ như nó. Cho dù là nó có nói bà cũng chưa chắc là cho nó tài sản đâu con à. Kiện ba hả? Dạ thưa ba. Ba biết được luật pháp họ cần gì, ba là người hiểu luật mà. Còn con thì lại không biết gì. Nhưng con có thể chắc chắn một điều, cái gia đình này cũng giống như một tòa án với gia đình. Chúng ta luôn xét xử anh ấy, chúng ta sợ rằng mọi người sẽ cười chê chúng ta. Ba cũng thấy bà làm gì rồi đó. Bà chấp nhận cho hai người họ. Bà cũng giống như là thẩm phán của phiên tòa xét xử vậy. Bà đã chấp nhận rồi thì tại sao ba không thể chấp nhận được hả ba? Ba có muốn nhìn thấy bà buồn rầu rồi lại sinh bệnh nữa không ba? Ba biết đó, để gìn giữ danh dự cho cái gia đình này mà bản thân bà, hai bác và ba mẹ đã rất là vất vả. Bây giờ để anh ấy bị như vậy, chẳng phải danh dự của gia đình chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, đúng không ba? Dạ thưa ba. Chuyện trong nhà chúng ta chỉ nên giải quyết trong nhà. Ba làm vậy người ngoài họ sẽ thắc mắc liền, rồi người ta lại nói xấu sau lưng mình. Không lẽ ba muốn để người ta cười chê nhà mình hả ba? Không nên như vậy đâu ba. Ba không quan tâm người khác sẽ nói gì. Ba ơi ba, ba chỉ cần nghĩ là ba đang giúp con đi. Ba có từ chối yêu cầu của con không hả ba? Ba thương con lắm mà, đúng chứ? Nếu ba cảm thấy khó khăn thì ba cứ đưa tiền cho con. Con là con gái của ba, chắc ba sẽ không khoanh tay đứng nhìn như vậy đâu, đúng chứ? Ba không thể nào hiểu nổi con. Nó đã đối xử với con như vậy rồi, nhưng con vẫn muốn giúp đỡ cho nó. Nó có phúc vậy mà không biết hưởng. Con không thể ngừng lo nghĩ cho người khác được sao?
Con không thấy mệt hả con gái? Không thử một lần suy nghĩ cho mình đi. Con đi gọi nó đi. Vì con cho nên ba mới giúp đỡ cho nó. Sao nhìn anh có vẻ căng thẳng vậy Jagat? Có chuyện gì vậy anh? Có chuyện gì chúng ta sẽ cùng giải quyết. Anh đừng lúc nào cũng lo lắng một mình như vậy mà. Chỉ cần hai chúng ta còn ở bên nhau thì sẽ không có chuyện gì. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi mà anh. Anh tin em đi. Ba anh kêu anh qua bên phòng đó, Sadiq à? Đi thôi Jagat, em với anh qua bên đó gặp ba đi. Sadiq à, ba kêu chỉ có một mình anh được qua bên đó thôi. Em cứ ở đây đi, tốt hơn là anh nên qua đó một mình. Cậu nói với tôi là cậu đang rất khó khăn và đang cần tiền để xoay sở. Nếu thật vậy thì tôi sẽ giúp cậu. Nhưng cho mượn tiền cũng là một hình thức kinh doanh. Chúng tôi cho những người lạ mặt mượn tiền vì chúng tôi biết về họ, và chúng tôi cũng tin tưởng ở họ nữa Jagat. Tôi lại không biết gì về cậu hết. Nói thật lòng là tôi không đủ tự tin để mà có thể cho cậu mượn tiền được Jagat à. Dạ thưa ba. Tiền này là tôi cho con gái anh đi của tôi, cậu nghe rõ chưa? Con gái tôi có tiền, nó muốn đem cho ai hay là cho bao nhiêu, thậm chí bố thí dứt đi tôi cũng không quan tâm, tùy thuộc vào con gái tôi, vì tiền là của nó mà. Tôi sẽ để một số tiền vào tài khoản của con gái tôi. Mỗi tháng nếu như mà con gái tôi muốn, nó sẽ gửi tiền cho cậu. Chúng tôi chỉ có thể giúp cậu được tới nước này thôi Jagat à. Nếu cậu chấp nhận thì tốt, còn nếu không thì đi nhờ người khác đi. Ta na
Dạ. Thưa ba mẹ, giờ con phải quay lại lớp học. Hồi lúc nãy đang dạy tụi nhỏ, con đã bỏ về nhà mình. Em sẽ không hỏi tại sao anh lại làm như vậy đâu. Em biết, trước khi anh quyết định một chuyện gì, anh đã đều phải suy nghĩ rất kỹ lưỡng. Nhưng nếu như anh muốn đưa tiền, sao anh không đưa trực tiếp cho Sadiq luôn đi? Có cần thiết phải lôi anh đi vào chuyện này không? Anh có lý do hết, Sumitra. Sumitra, anh muốn để thằng đó nó phải chịu nhục nhã mà ngửa tay xin tiền của con bé anh đi. Tài kiều trước đây nó đã làm tổn thương con bé anh đi quá nhiều để làm gì? Mọi chuyện có thành công không cháu? Thấy chưa, bà nói rồi mà, chỉ cần cháu có Anand đi hậu thuẫn thôi là tất cả mọi chuyện sẽ êm xuôi, không ai có thể từ chối con bé. Con bé đúng là bùa may mắn của chúng ta, chỉ cần nó vẫn ở đây là mọi chuyện êm xuôi. Cháu có thấy ai tốt như con bé Anand đi chưa? Bị cháu làm ra như vậy mà vẫn còn sẵn sàng giúp đỡ cháu. Con bé vẫn coi trọng cháu. Nếu cháu có gặp bất cứ vấn đề gì, cháu cứ việc nói với nó một tiếng, nó sẽ giúp cho cháu. Nó thậm chí còn không nghĩ cho bản thân mình. Cháu cũng thấy trước mắt nó làm được những gì cho cháu rồi đó. Thuyết phục bà cháu không phải là chuyện dễ đâu. Cháu không nhớ gì sao? Vì cứu cháu mà nó còn bất chấp cả tính mạng của mình. Nó bị bắn vào đầu, có nhớ chưa? Nó giống như một vị thần của cháu vậy. Con bé đó lúc nào cũng bảo vệ cho cháu. Rõ ràng nhất chính là con bé đó là vợ đầu của cháu mà. Cháu không thấy là cháu có làm gì thì con bé đó nó cũng sẵn sàng cứu cháu sao? Nếu thấy khó khăn gì thì cứ nhờ vả con bé. Con bé nó sẽ giúp đỡ cho cháu mà không cần bất cứ thứ gì. Kiếm được một người như vậy khó lắm. Nó lúc nào cũng yêu thương cháu và quan trọng nhất là tôn trọng cháu, giúp đỡ cháu trong mọi tình huống, đốt đuốc cũng không tìm ra được. Nhờ có nó mà bây giờ cháu đã giải quyết được việc rồi. Thôi, mọi chuyện đã được giải quyết xong, cháu không cần phải lo nữa. Dạ thưa ba, bây giờ cháu phải đi rồi. Cháu làm tổn thương vậy mà vẫn còn sẵn sàng giúp đỡ cháu mọi lúc mọi nơi.
Chuyện gì vậy anh? Sao tự nhiên Mai lại gọi anh qua phòng? Ba đã nói gì với anh? Ba kêu anh qua đó để nói ba đồng ý cho chúng ta tiền để tiếp tục học rồi em. Thiệt sao? Nếu thiệt vậy thì tốt quá rồi. Không phải việc này đã làm cho anh căng thẳng mấy ngày nay rồi sao? Nhưng mà sao tự nhiên ba lại đồng ý? Ba đâu dễ dàng gì mà đồng ý chứ. Hả? Anh đã nói với ba rồi, ba đồng ý thôi. Nếu vậy thì tốt. Vậy là vấn đề ở mâm bay trước mắt đã được giải quyết rồi. आपके पोते जग्या की बीनी यानी इस घर की बहू तो हमारी आनंदी है ना, फिर ये लड़की कौन है? कौन है? अपने आप को जग्या की बीनी क्यों बताती है ये? मैंने और जगदीश ने बालिग होने के बाद शादी की है, इसीलिए मैं ही जगदीश की पत्नी कहलाऊंगी और इस घर की बहू आनंदी नहीं।